Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: Thưa Thầy, giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập sách trình bày con đường tu đức của mình, cha Anthony de Melo, một linh mục dòng tên, đã đề nghị phương pháp cầu nguyện có tên là chiếc ghế trống. Anthony de Melo đã sáng chế ra phương pháp này sau khi nghe qua câu chuyện về một người nằm liệt lâu năm. Ngày qua ngày, càng lúc ông càng cảm thấy khó tập trung tư tưởng để cầu nguyện. Một ngày nọ, có người bạn đến thăm và đề nghị ông nên đặt một chiếc ghế trống bên cạnh giường, rồi tưởng tượng Chúa Giê-xu ngồi trên ghế đó. Người bạn khuyên ông hãy nói chuyện với Chúa Giê-xu giống như đang nói chuyện với một người bạn. Người bệnh đã làm theo phương pháp đó và không còn cảm thấy khó cầu nguyện nữa. Cầu nguyện như là nói chuyện tâm tình với một người bạn. Cầu nguyện là nói chuyện trực tiếp với Chúa. Chúng ta hãy xét xem đời sống cầu nguyện của chúng ta hiện nay ra sao. Có gì giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp xúc với Thiên Chúa? Một Kitô hữu mà mất liên lạc với Chúa thì cũng như một người sống trong ngõ cụt. Chẳng khác gì hoàn cảnh của người chối bỏ Chúa. Càng cầu nguyện, chúng ta càng được biến đổi để trở thành giống Chúa, đặc biệt là trong sự kiên nhẫn và nhân từ của Ngài, như được trình bày trong chủ ngôn cỏ lùn và lúa mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và chờ đợi cho đến ngày cuối cùng rồi mới ra tay xét xử. Trong khi đó, các tôi tớ của Ngài lại muốn cỏ lùn bỏ ngay vừa khi phát hiện ra chúng. Chúng ta noi gương kiên nhẫn của Chúa và học sự kiên nhẫn đó qua việc cầu nguyện, tiếp xúc thân tình với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức những giới hạn của bản thân mình và của những người anh em xung quanh. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết dấn thân làm việc cho Chúa, đồng thời kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi cho đến ngày hạt giống lời Chúa trổ sinh hoa trái nơi chính chúng con và trong xã hội chúng con đang sống. Amen.